Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, anh Võ Lê Thái, 29 tuổi, nhân viên lái xe của khu du lịch làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, sử dụng xe loại UAV chở 4 du khách người Hàn Quốc đi tham quan dọc khu vực suối cạn trong khu du lịch thì bất ngờ gặp mưa lớn. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi chiếc xe cùng nhóm du khách. Lái xe may mắn bám được vào cành cây ven suối thoát vào bờ, đồng thời chi hô mọi người xung quanh. Lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ đã cứu được một du khách nam đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 3 người còn lại mất tích. Ngay sau khi nhận được tin thông báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Lạc Dương đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 du khách mất tích. Nạn nhân nam được đưa đi cấp cứu trước đó cũng đã tử vong. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm việc với người có liên quan để làm rõ vụ việc.